Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, mở đầu sẽ là những thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh. Thời điểm này đã là cuối tháng 3, không khí lạnh hoạt động rất yếu, vùng áp thấp nóng phía tây lại có xu hướng phát triển và mở rộng nên nhiệt độ ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có xu hướng tăng lên mỗi ngày. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến nhiều mây, gần sáng có lúc có mưa nhỏ nhưng lượng không đáng kể. Thời điểm trưa chiều giảm mây trời nắng. Dự báo, khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long, nhiệt độ đều đồng loạt tăng lên, thấp nhất ở mức 21-22 độ. Bước sang ngày mai, các khu vực này nhiệt độ tăng lên ở mức 26-27 độ. Vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô, ngày mai trời nhiều mây, gần sáng có lúc có mưa nhỏ, lượng không đáng kể, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ giao động từ 21 đến 26 độ. Như vậy, nhiệt độ những ngày qua đang có xu hướng tăng dần quý vị và các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nóng bức vào ban ngày. Còn bây giờ chuyển sang dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai. Các tỉnh miền Bắc nước ta phổ biến ít mưa và sáng sớm có sương mù dài rác. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay và sáng sớm ngày mai phổ biến ở mức từ 20 cho đến 23 độ. Tiết trời chỉ hơi xẻ lạnh. Vào ban ngày trời có nắng cùng nền nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai tăng lên khá nhanh và dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ các tỉnh miền Trung trong đêm nay và ngày mai thời tiết cũng phổ biến ít mưa, nền nhiệt cũng có xu hướng tăng lên và ít có sự biến động giữa các vùng trên khu vực. Ngày mai do trời có nắng nên nhiệt độ toàn khu vực tăng nhanh lên mức từ 29 cho đến 32 độ. Riêng vùng núi phía tây của Nghệ An có nơi nhiệt độ trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay và ngày mai trời phổ biến không mưa, ban ngày nắng đến sớm và kéo dài đến chiều muộn nên nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần. Tại vùng cao Tây Nguyên, về đêm và sáng trời rét nhẹ và nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai từ 28 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, mức nhiệt trưa chiều mai là từ 31 cho đến 34 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ có thể vượt ngưỡng 35 độ, trời nắng nóng. Trong đêm nay và ngày mai, ở hầu khắp các nơi trên biển Đông, gió phổ biến có cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển dần sang hướng Nam và cường độ mạnh dần lên mức cấp 5, sau có lúc đạt cấp 6, biển động các vùng biển thời tiết ít mưa tầm nhìn xa thoáng lên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải